Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính thưa toàn thể quý tín hữu tri thức, đêm mai là đêm Tết Trung Thu, một trong những lễ hội văn hóa rất quan trọng cho tuổi trẻ tại Việt Nam và Trung Hoa. Mùa lễ Tết Trung Thu là một dịp mà sự quan tâm của cha và mẹ đối với con cái của mình được xem là rất có ý nghĩa cho đời sống sinh hoạt gia đình. Do vậy mà khi tổ chức lễ Trung Thu, chúng ta để ý đến một số ý nghĩa của lễ hội văn hóa này. Trước nhất, lễ Trung Thu là một lễ hội đoàn tụ. Trong nền văn hóa của Trung Hoa đó thì nguồn gốc của lễ Trung Thu còn nằm ở trong một linh luận, nhưng đại đa số các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng lễ này có tối thiểu tuổi thọ là 2.000 năm cho đến 3.000 năm. Cho đến thời Bắc Tống của Trung Quốc, tức là khoảng 1.000 năm trở lại đây, thì việc tổ chức cúng và ăn bánh Trung Thu có hình thù của mặt trăng theo dạng hình tròn hoặc là biến thể của hình tròn trở thành như là một cái văn hóa ở trong truyền thống của lễ hội có mấy ngàn năm này. Sở dĩ chúng tôi gọi ngày Tết Trung Thu là lễ hội đoàn viên là bởi vì cái bánh Trung Thu đó được gọi trong chữ Hán ngoài Trung Thu Nguyệt Bính còn có một cái từ là đoàn viên bính. Dựa vào nền văn hóa Trung Hoa nơi mà lễ hội văn hóa này xuất phát, thì ngày rằm tháng 8 giữa mùa thu là đêm hội ngộ rất là ấn tượng, mang ý nghĩa sum họp giữa đôi dòng chung thủy là mặt trời và mặt trăng. Điểm hay của nền văn hóa Trung Hoa nằm ở chỗ là mặt trời mặt trăng hiếm khi nào đồng hành với nhau. Mỗi khi có sự đồng hành, nếu không phải nhật thực thì cũng là nguyệt thực, ảnh hưởng đến mùa màng và sức khỏe con người, làm thương tổn rất nhiều vốn đầu tư. Qua lễ hội Trung Thu, trăng và trời có ngày sum họp để nói lên ý nghĩa của đời sống gia đình, mà đối với con Thảo và cháu Hiền, người cha người mẹ như là mặt trời và mặt trăng của gia đình mình. Điểm so sánh này đã cho chúng ta thấy cái giá trị soi đường dẫn lối của cha và mẹ đối với con em, mang tính cách là hướng dẫn chứ không có bắt buộc chúng phải thế này không được thế kia. Dĩ nhiên là với kinh nghiệm của những người đi trước,
thông qua các bài học của bản thân mình, rồi tích tụ từ kinh nghiệm của giáo dục, người cha người mẹ rõ biết được đâu là đường nên đi, đâu là không nên. Dưới 18 tuổi con em còn nhỏ, chưa đủ sức để tự mình phân biệt, thì việc hướng dẫn của cha mẹ như mặt trời mặt trăng vô cùng có ý nghĩa cho đời sống. Trong kinh Tạng Pali thì Đức Phật đã dùng hai ẩn dụ sâu sắc hơn để nâng cao vai trò làm cha làm mẹ. Cha và mẹ là hai vị Phật ở trong nhà. Khi mà nói là hai vị Phật thì ta phải hiểu là cái tính cách bình đẳng về vai trò và trọng trách của cha và mẹ là ngang nhau, không có vị Phật cao, lại càng không có vị Phật thấp. Các đức Phật là bình đẳng, dầu các ngài tồn tại trong quá khứ, đang hành đạo hiện tại hay là sẽ có mặt ở trong tương lai, thì giá trị tuệ giác và sự đóng góp của các ngài cũng là chân lý bất di bất tịch của tứ diệu đế trên hai nền tảng của nhân quả: nhận diện nhân quả khổ đau và nhận diện đường lối của hạnh phúc để thực tập, để vượt qua. Như vậy cái hình ảnh thứ nhất là nâng cha mẹ lên ngang hàng với Phật đó, thì ta thấy là cái yếu tố ánh sáng mặt trời mặt trăng đó, ở trong nền văn hóa của Trung Thu đó, nó chỉ là một phần rất nhỏ. Vì trong kinh Đức Phật nói đó là ánh sáng của trăng trời và sao chỉ là một phần không đáng, một phần 16 của tuệ giác mà các bậc tu tập chứng đắc có thể đạt được. Hình ảnh của Đức Phật A Di Đà trong kinh mô tả là vô lượng quang, đừng nên hiểu theo nghĩa đen, rằng là hào quang tỏa ra từ đỉnh đầu của ngài, hay là vây phủ toàn thân, chiếu soi 10 phương cõi. Trên thực tế đó, tất cả cơ thể vật lý đó đều có cái năng lực tiếp thu ánh sáng và phát qua ánh sáng ở một mức độ mà theo đó đó mắt của chúng ta có thể nhận thấy được. Nếu bản chất của các vật thể là không phát quang, ta không nhận biết được tâm. Do đó ánh sáng vật lý không quan trọng, mà phải hiểu là kinh điển Đại Thừa thường mô tả ý nghĩa biểu tượng thông qua hình ảnh ánh sáng. Ta hiểu là tuệ giác của ngài chiếu soi không cùng tận, hay là cái khác là khi hành giả đạt được nhất tâm bất loạn ấy, trong quá trình hành trì chuyển hóa tâm thức của mình, thì tuệ giác bắt đầu phát sinh và ta sống ở trong niềm an vui và hạnh phúc. Cho nên xem cha mẹ là Phật, tức là cha mẹ là hai đấng tuệ giác. Như vậy là con em phải thấy rất rõ là sự chiếu soi của tuệ giác đó, làm cho chúng ta thấy rất rõ mọi thứ trong cuộc đời, từ nhân sinh quan, vũ trụ quan, cho đến là mọi ứng xử, từ văn hóa, phong tục, tập quán, cho đến những cái biểu hiện từ bản năng hay là thói quen của từng cá tính. Nếu tuệ giác làm đạo diễn soi đường, chắc chắn rằng là ta sẽ không có những hành động hối hận về sau này. Nền tảng của nhân hóa Trung Hoa cho rằng là vợ chồng mặt trời mặt trăng gặp nhau mỗi tháng chỉ có một lần thôi, đó là vào tuần cuối trăng. Khi sự xung hợp của mặt trời mặt trăng có mặt đó, thì ánh sáng của mặt trời sẽ chiếu soi và mặt trăng hướng lấy. Nương vào ánh sáng chiếu soi của mặt trời này mà mặt trăng đó bắt đầu tỏa ánh sáng dịu dàng khắp nơi, trở thành các hình dạng trăng non, trăng dừa, tức là trăng lưỡi liềm, và trăng tròn. Rằm tháng 8 được xem là cái nét đẹp kiều diễm nhất
trọn vẹn nhất của làng Trăng. Và do vậy cái cuộc sum họp vào trong cái thời điểm mà làng Trăng đẹp nhất ấy, được xem là một sự sum họp rất là có ý nghĩa cho đời sống vợ chồng của mặt trời và mặt trăng. Từ hình ảnh đó mà người ta đã làm ra một cái bánh đặt gọi là đòn viên bánh, để mang ý nghĩa xã hội trong cốt cốt của gia đình là vợ và chồng, với tư cách là cha và mẹ của những đứa con trong nhà, phải sống một cách đoàn viên hạnh phúc với nhau, thì theo đó con cái mới được an vui và hạnh phúc một cách trọn vẹn. Mái ấm gia đình chỉ có thể được vững vàng khi mà vợ và chồng hiểu nhau trong tình thương yêu, hiểu biết, cảm thông, chia sẻ, dìu dắt để cùng hưởng niềm vui, cùng vượt qua nỗi buồn. Rất hiếm số lượng các cặp hôn nhân trong các gia đình ở xã hội phương Đông và phương Tây nói chung, xưa cũng như nay, đạt được ý nghĩa đoàn viên một cách cao nhất của đạo. Nhà cao, cửa rộng, tiện nghi vật chất đủ đầy, nhưng nếu tâm không đồng ý, không hợp và không tìm cách tương nhượng để vượt qua những cái khác biệt của nhau, thì sự có mặt và đồng hành trong một ngôi nhà như vậy đôi lúc mang lại phiền muộn cho nhau rất nhiều. Do đó sau một thời gian sống chung với tư cách là vợ và chồng, một trong hai bên hoặc cả hai bắt đầu có cảm giác nhàm chán. Khi mà cảm giác nhàm chán bắt đầu có mặt đó, thì ta thấy khuynh hướng của người nhàm chán này sẽ hướng đến sự tách ly. Đàn ông thì tạo cho mình những cái thói quen với những cái cơ nghiệp về không gian mà người đó bắt đầu có mặt, chẳng hạn như là quán bia, quán rượu, quán cà phê, quán trà. Không gian trong nhà nó làm cho mình ngột ngạt, cho nên tìm một không gian thế để lấp vào cái khoảng trống ngột ngạt mà lẽ ra đó ta phải nhìn lại để tháo gỡ chúng, bởi vì sự đoàn viên của gia đình mới có ý nghĩa nhất, mang lại hạnh phúc nhiều nhất. Tiệp chiến dẫn đến một cái thói quen cơ nghiện ở trong các cái không gian về đời sống xã hội sẽ làm cho người chồng mất đi tính trách nhiệm. Và để cho cái khuynh hướng tâm lý đó được diễn ra ngày càng nhiều đó, thì hạnh phúc đoàn viên của gia đình ngày càng bị mất dần, cho đến độ đó đứa con sẽ có một cảm giác rất là trống vắng vì không nhận được cái tình thương yêu trọn vẹn của cha hoặc của mẹ. Là người phàm, chúng ta có khuynh hướng tạo liên minh. Người cha khi bất hòa với người mẹ đó, thì muốn thiết lập liên minh với những đứa con của mình. Nếu người mẹ không vui về những lỗi lầm của người cha, thì người mẹ cũng muốn đứa con đứng về phía mình để kháng cự lại bố của nó. Ngày hôm qua có một Phật tử ở Hoa Kỳ gọi điện thoại về nhờ tư vấn một tình huống là gia đình của cô đó, mẹ và cha được bảo lãnh sang non 20 năm rồi, ấy thế mà không có một ngày nào mà họ ăn cơm chung với nhau, bởi vì người cha 20 năm trước ở tại Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn và vì là một quan chức của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên ta không được sử dụng ở trong các cái lĩnh vực chuyên môn của mình. Từ đó cái nỗi khốn khó của kinh tế gia đình đã được người vợ hứng lấy. Nhưng khi người vợ đóng vai trò quan trọng là trụ cột kinh tế đó, thì cách ứng xử của bà có lẽ là không được khéo, cho nên đã tạo ra một mặc cảm rất lớn ở người chồng. Ôm mối hận đó,
khi định cư ở Hoa Kỳ, sống dưới mái nhà của đứa con gái hiếu kính. Một buổi sáng vợ chồng chúng đi làm vào lúc 5 giờ và về vào lúc 7 giờ tối. Thì hai vợ chồng đó, không ai nói chuyện với ai, mà mỗi khi gặp nhau đó thì người chồng rất là giận dỗi, mắng nhiếc, chửi bới. Và thậm chí nếu người vợ không khéo thì ông có thể thể hiện cái thói quen bạo động, vũ phu với những lời hăm dọa rất là nặng. Và bao nhiêu như thế đã trôi qua, ấy thế mà hai người không tháo gỡ được cái quan trái của mình. Chúng tôi đề nghị cách thức tháo gỡ chúng với cái nỗ lực của người con thảo cháu hiền là đối với chồng thương kính cha mẹ. Có thể trong giai đoạn đầu đó là tìm một cái không gian tâm linh nào đó cho người mẹ, chẳng hạn như là trên đường đi đến công sở để làm, có thể chở mẹ theo và đi sớm hơn nửa tiếng, gửi mẹ vào trong một ngôi chùa để bà được làm công quả, rồi chiều trở về đó rước mẹ về. Thì như vậy là người cha sinh hoạt ở nhà một mình không nhìn thấy hình ảnh của người mẹ, và do đó cái nỗi đau về cái sự bất lực của mình trong 20 năm trước tại Việt Nam đó không có cơ hội trỗi dậy để làm cho ông uất hận nhiều hơn. Sự cách ly làm cho người ta giảm bớt đi cái quán tấn mọi khổ, và do đó cái bước thứ hai người con sẽ phải nỗ lực làm là phải nói thật với người cha của mình là hạnh phúc của con đó, là khi có được cha và mẹ sống chung nhà. Và nếu như trong một bàn cơm con dọn sẵn, cha bế cơm vào trong phòng, hoặc là nếu cha ở với con đó, thì mẹ bế cơm vào trong phòng riêng, thì có lẽ là gia đình này trở nên khổ đau và buồn tự lắm. Hoặc là có thể có những cái cách thức lý luận khôn khéo hơn, nói bằng ngôn ngữ của trái tim, để cho người cha dần dà nhận ra được rằng là mình có thể được cái quyền ghét và hận người vợ của mình với một cái khúc mắc nào đó trong quá khứ, nhưng mình không nên lấy cái quyền đó để làm cho đứa con của mình mất hạnh phúc vì chúng. Nếu chỉ hiếu kính với mình mà không hiếu kính với mẹ của nó thì nó không phải là một đứa con hiếu thảo. Cái thông điệp đó là điều mà những người con đó, trong tình huống này cần phải cho người cha và người mẹ của mình biết, để trong cái trạng thái cô đơn đó, việc thiết lập tính liên minh sẽ đồng nghĩa là biến đứa con đó trở thành là kẻ bất hiếu với một trong hai người là không nên. Cô Phật tử này mới cho chúng tôi biết là mỗi khi nỗ lực giải bài để cho người cha thông cảm về người mẹ trong quá khứ đó, thì ông giận hơn và ông nói là tao sẽ hận mày suốt đời, làm cho cô rất là lúng túng, không biết là việc ứng dụng như thế là có kết quả hay không. Ta biết là cái cấu trúc của lòng sân nó thường diễn ra theo cách thế giận cái chém thết. Người mà chưa trút bỏ được lòng sân đó tìm một cách gì đó để mà thể hiện ra, nếu không được ngay chính nhân để cho lòng sân nó được bưng bít thì nó phải bị biến dạng thể hiện qua những người khác mà người đó có mối liên hệ dây mơ rễ má về tình thân, tình thương, tình cảm, tình yêu với người mà quá tận hộ khổ với mình. Và ở đây là đứa con rất là hiếu kính, cho nên ta hiểu được như thế, ta nên tin tưởng rằng là người cha thật sự là không có uất hận đứa con đâu. Cho nên đừng sợ vì thế với những lời hăm dọa mà ta không dám nỗ lực để nối kết và tạo ra sự đoàn tụ của gia đình. Điều thứ ba
người con đó cũng cần phải khéo léo nói với người mẹ, mặc dầu trong quá khứ người mẹ chưa từng có lỗi, mà cái gút nằm ở chỗ là người cha mất cái vai trò vị thế xã hội của mình, mà bây giờ phải nhận từ đồng lương, từ người vợ, cái mặc cảm với tư cách gia trưởng bị thương tổn bởi cái tôi sẽ làm cho ông có cảm giác là uất hận từ bàn tay và sự giúp đỡ của người vợ hiền của mình. Cho nên người vợ hiền phải khéo léo xin lỗi. Dĩ nhiên là trong tình huống này phải làm việc khó làm để cho cái nỗi uất hận của người chồng nó được nguôi ngoai, và làm cho ông cảm thấy rằng là mình đã được tôn trọng. Và do đó trong cái giờ phút mấy chục năm cuối cuộc đời cả hai cùng thất nghiệp hay là về hưu, nương vào cái đồng tiền của những đứa con thảo đấy, thì hai vợ chồng không sống phục hạnh với nhau, thì lúc đó đó cái đó niềm hạnh phúc mới thật sự có. Chúng tôi rất là mong những hoàn cảnh mà đời sống gia đình đó của tất cả chúng ta, nếu ai gặp những cái tình huống tương tự như vậy, thì phải nỗ lực làm sao nhớ vào cái nghĩa của đoàn viên bính, tức là bính cái bánh đoàn tụ nhân mùa Trung thu đấy, để ta thiết lập những cái cơ hội tốt, có một mâm cơm gia đình, cha mẹ, con cái, những người thân ngồi lại với nhau trong tình thương yêu. Lúc đó ta tắt hết tất cả các điện thoại di động, điện thoại bàn, để cái không gian gia đình này đó nó được tôn trọng một cách tuyệt đối. Thì lúc đó đó cái giá trị xã hội và tình người trong ý niệm là thương và quan tâm cho nhau mới thật sự được thể hiện một cách trọn vẹn của nó. Từ lúc trong lúc sinh hoạt đoàn viên đó, ta để cho các cái hoạt động khác chi phối quá nhiều. Ví dụ đang ăn mâm cơm mà ta bắt điện thoại, ta nói luôn một lèo cả 20 phút, người kia lúc đầu cố tình ngồi nán chờ, nhưng rồi chờ không được phải tiếp tục ăn. Giờ một người thì bận nói, một người thì bận ăn, cho nên cái ăn đó nó không có chánh niệm và nó không được trọn vẹn. Do vậy đó là cứ mỗi một tuần lễ, tối thiểu là những ngày cuối tuần, ta nên thiết lập những cái không gian đoàn tụ như vậy. Cũng giống như nàng trăng và chàng trời, mỗi tháng một lần gặp nhau, và cái hạnh phúc lớn nhất là gặp vào ngay mùa Trung thu trăng tròn nhất. Mỗi một người trong đời đều có những kỷ niệm đẹp để nhớ về, đến lúc đó hạnh diện thì tự hào. Ta hãy nhớ lại những cái giờ khắc tốt đẹp đó, không phải để tiếc nuối về một chuyện đã qua, mà là để tạo cái điều kiện làm sao xây dựng cái hiện tại này đó. Nếu không bằng được như quá khứ thì đừng để cho nó tệ hơn. Đức Phật dạy rất rõ là ký ức về quá khứ đó có thể tạo ra sự tiếc nuối và đánh mất hiện tại, nhưng Đức Phật vẫn dạy chúng ta là cái năng lực về túc mệnh, tức là năng lực về quá khứ ở những kiếp trước đó, nếu được chiếu soi dưới góc độ của nhân quả như là một bài học kinh nghiệm cho bản thân mình ở hiện tại, thì cái giá trị giáo dục của nó đó là không thể phủ định được. Cho nên mỗi một ký ức trôi qua không phải là để chúng ta lưu luyến hay là ôm cái mối hận, mà là để chúng ta có thể hiểu sâu về cuộc đời hơn và bớt hận thù đối với những người mà ta hiểu lầm hay là cố tình hiểu sai hơn, hoặc là những cái quan trái giữa mình và người nếu có đó tháo gỡ ra một cách có nghệ thuật hơn. Mỗi người phải tự soi sáng lại chính mình thì hạnh phúc gia đình mới bắt đầu được hâm nóng trở lại. Điều thứ tư chúng tôi đề nghị cô Phật tử đó là phải thuyết phục người cha của mình rũ bỏ cái thói quen của lòng sân, bởi vì năm tháng ngày giờ ấp ủ nó trong tâm đó, là đồng nghĩa từ hành hạ chính mình. Và những người sống trong lòng sân hiếm khi được trường thọ,
Và nếu có sống thọ thì bệnh tật hay là sự căng thẳng, tai biến hay là tim mạch đều làm cho chúng ta đánh mất cơ hội để hưởng được hạnh phúc về phương diện tâm lý một cách trọn vẹn và có ý nghĩa nhất. Cho nên là chăm sóc và thương bản thân mình là ta phải biết học nghệ thuật để rũ bỏ những nỗi đau, nỗi buồn, những phiền não dầu do bất kỳ người nào tạo ra một cách vô tình hay là cố ý. Ứng xử và thực tập như thế không có nghĩa là chúng ta là người ba phải, không biết đúng và sai, mà là ở chỗ đó, mình phải tự cứu lấy chính mình. Huống hồ đã từng là vợ và chồng của nhau, sống nhiều dân nhau với những năm tháng rất là hạnh phúc, thì mỗi một cái hờn giận sẽ trở thành như là một quả bom nổ chậm hay là nổ tức thề cái ngôi nhà hạnh phúc đó ra thành từng mảnh vụn, mà việc nối kết lại là sẽ không bao giờ đạt được như cái điểm xuất phát ban đầu. Cho nên khi ta tổ chức lễ Trung thu rằm tháng 8 thì hãy nhớ đến cái bánh động viên, và những đứa con khảo cháu hiền nên mua những loại bánh này để tặng cho cha cho mẹ, và nhắc nhở cái nghĩa động viên đó để mong cho cả gia đình mình được sum vầy với nhau, giàu cho có bận rộn, có xa cách nhau, người nơi này kẻ chúng nọ, thì chúng ta cũng tìm một cơ hội nào đó để gặp gỡ và sinh hoạt gia đình cho được đầm ấm và hạnh phúc. Ý nghĩa thứ hai là sự hiếu kính uống nước giấm nguồn, bài mâm cỗ đầy để cúng gia tiên, được xem như là lễ hội văn hóa của rằm Trung thu. Chúng tôi đã nhiều lần xác định rất rõ là đối với người châu Á, trong đó có Việt Nam, việc chăm sóc và tưởng nhớ về người quá cố là nghệ thuật để làm cho người còn sống đó được hạnh phúc. Bởi vì đạo lý uống nước nhớ nguồn đã dạy người châu Á rằng là sau khi một người qua đời đó, tất cả những ơn đức của người đó không phải theo đó mà kết thúc. Cho nên nhớ ơn ông bà tổ tiên và của người thất tổ đi trước, ta phải tìm cách là báo hiếu. Trước khi đạo Phật có mặt ở tại Trung Hoa đó, thì ngày lễ hội Trung thu là cái mùa báo hiếu của dân gian. Ngay ngày đó thì ban ngày người ta bày mâm cao cỗ đầy để cúng tất cả gia tiên, những người thuộc về thế hệ trước của gia tộc đã có công gây dựng cái nền văn hóa của gia tộc, tạo cái uy tín và tiếng thơm cho gia tộc. Cho nên là những con cháu sống nhờ vào cái uy tín của gia tộc đó, ta phải biết và nhớ ơn để mà đền ơn. Dĩ nhiên là khi mà ta tiếp nhận cái lễ hội văn hóa rằm Trung thu cúng gia tiên đó, bên cạnh cái ngày lễ Du Lan về đạo lý hiếu thảo và làm người của Phật giáo, thì ta phải biết rất rõ là cái việc cúng kính đó chỉ là một phương tiện để giải bàn lòng hiếu kính đó, chứ phải là cái trọng tâm. Mà quan trọng đó là trong việc lễ cúng gia tiên này, ta không nên tốn kém tiền của rồi giết các loại vật hy sinh tế thần với cái niềm hy vọng mê tín rằng là gia tiên chúng ta sẽ được phù hộ vì các thần linh được thỏa mãn trong việc hưởng thụ các thực phẩm do ta thiết đãi. Phần lớn gia tiên chúng ta đã được đầu thai theo nghiệp, chỉ một số tình huống rất là hiếm do vì luyến tiếc tình thương, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, phúc hạnh hay là oan ở trong cái chết, mà thỉnh thoảng đó, một số người đã bị dướng lại trong cảnh giới ngạ quỷ. Nếu ta không có những biểu hiện chẳng hạn như là báo mộng trong lúc ta đang tỉnh rằng
là người gia tiên nào đó chưa được đầu thai, thì ta không nên quá lo lắng về việc rằng ta phải tổ chức các cái lễ cúng để giúp cho những người quá cố đó được siêu sinh thoát hóa theo ý muốn của mình. Do đó cúng gia tiên là một cơ hội để mình ôn lại cái lai lịch của họ tộc, mà tại miền Nam đó, ít khi có những họ tộc đã làm theo cái truyền thống lai lịch đó. Miền Bắc, miền Trung, nhất là trong những gia tộc thành công hiển hách về xã hội này, thì người ta có thói quen là tạo ra một cái cây gia phả để truy nguyên nguồn gốc ông bà tổ tiên của mình, được nhiều đời chừng nào thì tốt chừng đó. Còn dân Nam Bộ đấy là không có thói quen này, cho nên ta chỉ nhớ chừng 4 đời thôi. Đến ông cố là ta đã khó có thể nhớ được ông sơ, ông sợ, ông sở. Và sau này các cháu chúng ta, cháu chích, cháu chắc là mình cũng không nhớ đến, vì mình cũng không bận tâm để tạo ra cái gia tộc này. Cho nên mỗi một gia tộc ta cố gắng là nối kết bằng những cái phương pháp khảo cổ, hay là lịch sử, hay là dân bản, hay là bằng truyền miệng, để ta truy nguyên về gia tộc, gia tiên của mình, để trong những ngày tưởng niệm chung đó, những vị nào có công cho gia tộc của mình nhiều hay cho quê hương xã tắc đó, ta đem ra đặt tiểu sử của người đó để cho tất cả cùng học. Để nếu không làm tốt được như người quá cố đó, thì chí ít ta không nên làm người thầy đốt cha, cha mẹ làm thầy, con cái đốt sức đốt sách, nghĩa là mình giữ những truyền thống gia tộc đó ngày càng hiển hách hơn, ngày càng có uy tín hơn. Làm được như thế là ta làm được cái nghĩa vụ rất quan trọng thứ năm mà kinh Thiện Sinh Đức Phật dạy những người con thảo cháu hiền cần phải thực tập, đó là duy trì truyền thống của gia tộc. Như vậy là cúng gia tiên đó, đừng nên bài miền cổ như là người miền Bắc đến vài chục món, nhất là cúng những món ruột này. Vì người mất ta biết là không ăn uống được, có chăng nó chỉ là hưởng cái hương khói đó, ăn uống thì không được, nhưng mà sự tưởng tượng là bất hợp, tạo ra một cái ảo giác hài lòng rằng là con thảo cháu hiền của chúng ta đã thương kính, cho nên đã hiến cúng. Cái quan trọng nhất là cúng gia tiên trong đạo Phật đó, là ta đọc tiểu sử của người quá cố, rồi thiết đãi một bàn cung trai, sau đó là ta tụng một thầy kinh. Và nếu thuận lợi đó thì quý vị nên thỉnh mời một vị giảng sư về nhà, mời hết các họ tộc, con cháu, bà con, cô bác để đi nghe một bài giảng. Thì như vậy là trong việc ta ghi nhớ ơn đức của gia tiên đó, ta có được cơ hội hiểu được Phật pháp. Và do vậy đó, người thân của chúng ta có cơ hội trở thành Phật tử, nếu không ở hiện tại thì trong tương lai. Do đó cúng gia tiên phải làm sao cho nó đơn giản mà có ý nghĩa. Chứ nếu ngày đó đó mà những người nam thì đặt nặng vấn đề nhậu nhẹt, hút sắc, người nữ ở vùng quê đó thì đánh bài tới sắc, hay tâm sự chị em nữ với nhau từ chuyện trong nhà đến ngoài phố, thì ý nghĩa của việc cúng kính gia tiên nó không còn nữa, nó trở thành như là một cái nền văn hóa tồn tại ở cái vỏ thôi, còn cái ruột ấy, là cái quan trọng là mất đi. Thì đó đến ngày rằm Trung Thu đó, ta phải cúng theo ba nội dung, đó là đọc tiểu sử nhắc lại cái truyền thống là đẹp của gia tộc mình để con cháu noi gương theo. Thứ hai đó là ta cúng gia tiên bằng cơm chay, vòng thầy kinh, để phòng ngừa khi mà gia tiên chưa được siêu đó, nhờ theo sự hướng dẫn rũ bỏ sát thân tứ đại, tiêu dao về miền tình cảm, thác hóa về chính phẩm sen. Và thứ ba đó, tỉnh mời một vị pháp sư
để chia sẻ những điều hay lẽ phải, để giúp gieo duyên Phật pháp cho những người thân của chúng ta. Ý nghĩa thứ ba của rằm Trung Thu là cơ hội để đón biết trước được cái phận của mùa màng và phận của quốc gia. Dân dân Việt Nam có câu là muốn ăn lúa tháng năm, trong trăng rằm tháng tám. Mỗi một vụ mùa nó mất đến 6 tháng, có những loại lúa mới thì mất có 3 tháng thôi. Từ tháng 5 đến tháng 8 là 3 tháng. Ta trồng nhân để biết được quả. Những gì để gieo trồng vào tháng 5 đó là nhân cần có. Và tháng 8 của rằm Trung Thu đó là cái quả mà ta gặt hái được. Cho nên câu nói này là ảnh hưởng đến truyền thống nhân quả của Phật giáo. Và do vậy việc luận đoán về vụ mùa nó là một cái quy luật, quy đạo hay là lỗi suy, mà tính giá trị chân lý của nó đó lệ thuộc hoàn toàn vào cái các dữ liệu suy luận trong mối liên hệ giữa nhân và quả khác nhau. Ta đừng quá tin vào các lời đoán năm tháng ngày giờ dựa trên nền tảng của vận hạn nhị thập bát tú, rồi đánh mất rất nhiều cơ hội đầu tư trong những thời điểm mà việc thiếu sự đầu tư một cách đúng thì cơ hội đó sẽ bể tay vào ta một cách rất là lâu dài. Có nhiều người mê tín tin vào hạn vận của mình, nghĩ rằng là năm nay sao thấy bạc chiếu mệnh mình, thì nếu đầu tư đó thì ta sẽ sạch cả vốn lẫn lệ. Sợ quá cho nên không dám làm ăn gì hết. Kinh tế đó là một cái sự vận hành như là nước chảy. Sự tù túng của cái cơn nước sẽ làm cho nước đó đó không còn cái tính năng sử dụng nữa. Cái đồng tiền mà không có vận hành được đó là đồng tiền chết. Kinh tế sẽ bị tổn thất rất lớn. Gần một năm qua đó, kinh tế Việt Nam bị khủng hoảng và dao động. Các nhà đầu tư bất động sản đó đã trở thành trắng tay, bởi vì nhà cửa bán không được, giá bị đóng băng, mà mỗi tháng phải trả tiền vay của ngân hàng đến vài trăm triệu đối với những người đầu tư lớn, thậm chí đến vài tỷ đối với những người đầu tư nhiều hơn nữa. Trong một thời gian dài tháng sẽ làm cho vốn lẫn lời của người đó bị phá sản một cách trong dạng. Thì cũng tương tự như thế, trong việc mà đầu tư trong nông nghiệp, trong công nghiệp, nói chung là chuyện làm ăn và buôn bán, thì ta phải hiểu và nắm rõ được cái sự vận hành của nhân quả kinh tế thị trường. Khi mà đất nước chúng ta đang gia nhập và trở thành thành viên 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới, quy luật của kinh tế thị trường đó là một sự loại trừ không thương tiếc. Các chủ nhân đầu tư của các cơ sở kinh tế đó ở mức độ nhỏ, và nó nhường bước lại cho các đại thương khẳng định thương hiệu của mình ở trên thương trường. Do vậy việc đầu tư về mùa màng hay là công nghiệp hay là giao dịch mua bán đó mà bỏ rơi cái quy luật nhân quả của kinh tế đó thì chắc chắn rằng cái phần thất bại nó sẽ thuộc về sự dự định của người đầu tư. Do đó rất nhiều người tin vào hạn vận, không dám đầu tư vào những năm mà họ cho rằng là họ rơi vào những sao xấu. Thực ra thì không có sao nào chiếu mệnh. Cái hạnh vận của con người vận hành theo nhân quả do chính người đó tạo ra. Nếu quả của một nhân xấu bắt đầu chín hương
để dẫn đến cái tình trạng là chín mùi. Thì dầu ta có tránh chỗ này thì nó cũng trổ chỗ khác thôi. Theo công thức như dân thường nói là tránh vỏ dưa, ta gặp vỏ dừa. Vì quả nó đến lúc trổ đó thì không có cách nào làm cho nó có thể dừng lại được, trì quả lại được. Do đó cái người hiểu nhân quả nó sẽ có một cái bản lĩnh là lúc nào quả nó trổ mà năng lực chịu đựng của mình nó có thể có, sức khỏe của mình đủ sức để vượt qua thì ta cứ quan hệ để chấp nhận ta. Còn hơn đổ dồn, đến một lúc nào đó sức của mình đã kiệt, ý chí mình đã bị suy giảm, năng lực vượt qua cái khó khăn của mình đã không còn nữa, thì tình trạng thất liên bát đảo này sẽ làm cho một số người có thể chọn con đường nguyên sinh, vì cái mức chịu đựng nó bị phá vỡ, cho nên cái chết được xem một cách sai lầm như là giải pháp, mà cho thực tế dẫn đến cái bế tắc nhiều hơn. Do đó đón dần mạng về mùa màng đừng quá đặt nặng về năm tháng ngày giờ, mà ta phải xem trên các cái dự báo thiên văn và thời tiết để ta biết là năm nào đầu tư mùa gì, loại cây trồng nào, đầu tư ra làm sao thì ta có thể tạo ra một cái khoản lãi trên thị trường. Còn đầu tư sai phương pháp đó, kết quả là sau nhiều tháng chân lắm tay bùn ta trở thành trắng tay. Tại Ấn Độ vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 như thế này đó, số người tự tử phần lớn thuộc người nông dân. Họ dai các tá điền số tiền để lãi bạc 12 trở lên, rồi mùa màng bị thất thu đó, làm cho họ đó không còn cách nào khác là phải trốn nợ. Bế tắc quá mà thiếu người hướng dẫn, cái nghệ thuật vừa qua đã khổ niềm đau, cho nên họ đã chọn cái chết. Nhưng không ngờ rằng là vợ và con còn lại đó sẽ gánh lấy cái hậu quả mức độ nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Do đó biết được cái quy luật nhân quả của những gì ta đầu tư đó, ta sẽ nắm được cái phần thắng trong tay nhiều hơn là phần thất bại. Ngoài ra thì cái lễ ngắm trăng Trung Thu còn là một cái cơ hội để tiên đoán vận nước. Mà theo quan niệm mặc định của người Trung Hoa đó, thì mặt trăng nó có thể có những cái sắc màu khác nhau vào ngày rằm Trung Thu. Ngày mai quý vị thử ra ngắm trăng xem là mình thấy mặt trăng đó có màu gì. Theo các mặc định như thế này: thứ nhất, nếu nó có một cái màu vàng và nó chiếu soi rất là sáng đó, thì nó tượng trưng cho chúng vụ mùa, đặc biệt là ai làm về cái ngành tầm tơ đó sẽ được bội thu. Như vậy là cái ánh sáng của mặt trăng đó nó là một cái quy đạt dựa trên những cái dữ liệu đã diễn ra khắp nhiều nơi, mà người ta thấy là mỗi khi nó có cái biểu hiện của trăng vàng vàng dập chiếu soi đó thì vụ mùa ở các nơi đó sẽ được bội thu, cho nên họ đi đến một cái kết luận là trăng Trung Thu vàng là tốt cho kinh tế nông nghiệp nói chung. Nếu ta nhìn thấy trăng nó có một cái màu hơi vàng xanh, tức là bị mét, thì ta biết đó là một cái dấu hiệu có những cái thiên tai, nếu không lớn thì nhỏ, bão lụt, hạn hán, mất mùa, hoặc là những chứng bệnh dịch nó phát sinh. Và do vậy đó, theo truyền thống của kinh dược sư đó, nếu là một vị cầm cân để một quốc gia đó, thì những biểu hiện về màu sắc như thế này sẽ làm cho người đó phải nỗ lực tu tập nhiều hơn. Bởi vì cái cộng nghiệp của cái người nguyên thủ quốc gia và các thành dân của mình đó, là một cái cộng hưởng hay nhiều. Và nhà vua cần phải ban những sắc lệnh để cho tất cả mọi người dân đó gieo trồng đạo đức, hạn chế việc sát sinh, làm các phước lành, để nhờ cái phước báo đó đó mà những cái ảnh hưởng của thiên tai nó không đến với quốc gia và xã hội của mình. Đạo quốc Đài Loan
mặc dù rất là nhỏ, nhưng trong vòng gần 10 năm trở lại đây, cứ vào ba tháng an cư đó, thì ở Đài Trung, Đài Bắc và Đài Nam, Hội Phật giáo của Đài Loan đó tổ chức Thiên Tăng Hội, tức là lễ cúng dường tre tăng cho 1.000 vị sư ở nhiều quốc gia khác nhau. Chúng tôi đã có cơ hội dự được 3 lần, và mỗi lần dự như vậy đó thì thấy là cái cách tổ chức của Phật tử Đài Loan rất là tôn kính. Họ sắp xếp bài bản vô cùng, thuê cả một sân vận động với sức chứa trên dưới là 50.000 chỗ ngồi, còn sân cỏ là nơi bày thực phẩm và các bàn để cúng dường trên tăng. Sau khi thỉnh mời tăng và ni ở nhiều quốc gia đến ngồi vào bàn đó, thì gần 50 chỗ ngồi ở trên khán đài này chỉ trong vòng nửa tiếng thôi là ai cũng có một phần ăn cơm hộp hết, rồi tụng nghi thức, rồi hồi hướng công đức, sắm hối nghiệp trước để hồi giúp cho quốc gia được vượt qua những cái tai ách. Và theo kết quả cho thấy đó, sau những cái lễ mà Thiên Tăng Hội như vậy đó, là người ta đã đạt được cái sở nguyện từ tâm và cái từ địa lý. Cái cộng hưởng của nhân quả nó diễn ra theo cách thế đó, khi chúng ta gieo trồng những hạt giống tốt một cách tập thể và phát tâm, thì những hạt giống xấu nếu có trong quá khứ sẽ được thay đổi ở một mức độ có thể được. Cho nên ta làm giảm cái tính thời gian trổ quả xấu, hoặc là làm cho nó bị chệch hướng đi, thì lúc đó đó ta đủ sức để vượt qua những cái khó khăn nho nhỏ. Chứ bằng không đó, ta lúc đó mình sẽ bị khủng hoảng vì những khó khăn nó diễn ra theo dạng là họa vô đơn chí đó, sẽ làm cho chúng ta là không còn sức chịu đựng được nữa. Do đó sống có nghiệp chướng và gieo trồng những hạt giống phước lên sẽ giúp cho mình vượt qua được những thiên tai hoặc là những tai nạn do chính con người tạo ra. Còn nếu tranh nó có cái màu vàng cam, tức là vàng hơn bình thường mà nó có thể có, thì các nhà thiên văn địa lý của Trung Hoa cho rằng đó là cái dấu hiệu của một quốc gia được thịnh trị, không còn các nạn khủng bố, rồi số lượng những người vi phạm luật pháp hình sự đấy giảm đi một khá đáng kể, và những người được ăn xá ở trong các trại giam cũng được nhiều hơn, rồi phương tiện kinh tế, điều kiện kinh tế, hạn ngạch kinh tế đó nó được khai thông, làm ăn đâu thì chúng đó, ai làm ăn cũng có tiền. Như vậy đó là cái vận mệnh của con người trong một quốc gia đó, ngoài cái biệt nghiệp của từng con người, nó còn là cái cộng nghiệp chung một dân tộc đó có thể gieo trồng trong quá khứ ở hiện tại, và phối hợp luôn cả hai cái tổng hợp này. Do đó khi mà một quốc gia có quá nhiều những cái thiên tai hay là những cái nạn khủng bố do hận thù, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ kinh tế, ý thức hệ tôn giáo đó, thì ta nên ban hành để cho tất cả những người dân ở trong nước đó nỗ lực gieo những hạt giống tốt và giảm bớt được những cái nỗi sợ hãi về các khủng bố có thể có. Chúng tôi đã có năm tu trú ở tại vùng đất Dharamsala, nơi mà Đức Đại Lạt Ma và dân Tây Tạng đó được xem như là chính phủ lưu vong hay là vương quốc lưu vong. Vùng Dharamsala nằm ở trên cái khu vực núi mà cái mức độ địa chấn của nó đó có thể diễn ra ở 7 chấm trở lên. Năm 1999 thì thiên văn Ấn Độ dự báo là động đất sẽ có mặt ở vùng này. Dài triệu người ở đây bị khủng hoảng, trong đó có những người ngoại quốc, có những người dân Ấn Độ và phần lớn là những người Tây Tạng.
Thì Đức Đại Lạt Ma đã tổ chức một cái lễ hội cầu an để hồi hướng công đức cho thế giới hòa bình và mọi người được an lạc suốt một tuần lễ. Và Ngài kêu gọi mọi người hãy bớt sự sợ hãi, gieo trồng các cái công đức và phước lành đi, thì nghiệp xấu có thể được vượt qua. Một số người vẫn theo lời dự báo đó của các cơ quan thiên văn di tản khỏi cái khu đất này. Số người còn lại thì nghĩ rằng là sống đâu quen đó, đi chỗ khác đó, công an việc làm bị tổn thất, rồi không biết khi nào mình mới có cơ hội trở về lại. Trong đó nhân dân Tây Tạng thì gieo trồng các cái pháp hội và hồi hướng công đức để mà xóa những nghiệp về thiên tai. Thì sau một tuần lễ làm lễ hội như vậy đó thì ta thấy là không có gì đã xảy ra. Từ năm 99 đến giờ thì cũng đã 10 năm trôi qua, ta cũng không thấy có bất cứ một cái địa chấn ở mức độ nhỏ đã có mặt ở tại vùng đất Đông Sa La. Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi ủng hộ cho việc làm các thiên tai đó có thể được vượt qua một cách trọn vẹn bởi những cái khóa lễ và những cái nghi thức cầu an của chúng ta. Ta phải hiểu là những cái vùng địa chấn đó nó hoạt động ngoài cái sự kiểm soát với những cái máy khoa học thiên văn giới hạn của con người cho đến giai đoạn bây giờ. Do đó cái tính xuất hiện của chúng đó, là ta không biết được. Ngay cả Hoa Kỳ là một nước nổi tiếng, Nhật Bản là một nước đi đầu về lĩnh vực này, vì đất nước quần đảo Nhật Bản đó đối diện với nạn động đất thường xuyên, nhưng vẫn chưa chẩn đoán một cách chuẩn xác về cái thời điểm và nơi nào có động đất một cách chuẩn xác. Cho nên ta phải thấy rất rõ là những cái hướng dẫn về thiên văn cũng cần phải được tôn trọng. Bên cạnh ta gieo trồng các phước báo và các nhân lành để ta tháo gỡ các nghiệp tập thể nói chung hay là cái nghiệp riêng của bản thân mình, chứ đừng quá nên tin vào các cái cúng kính này mà đến lúc đó ta kháng cự lại các dự báo thời tiết, dẫn đến những hậu quả rất là nghiêm trọng. Tại Việt Nam thì cái cơn bão Chan Chu đó theo dự đoán là đã được báo trước, nhưng những người làm nghề chài lưới ở biển khơi, một số thì không có radio để nghe, một số nghe nhưng là không tin, bởi vì thỉnh thoảng các máy dự báo này nó không chuẩn xác, cho nên nghĩ rằng là nó sẽ không có giống như những đợt đầu. Kết quả là rất nhiều người phải từ bỏ người thân ruột thịt của mình để lại nỗi khổ niềm đau cho những người còn lại. Cho nên khoa học thiên văn ngày nay đó, nó được xem như là một loại thiên nhãn thông mới để giúp cho chúng ta có thể ngừa phòng chống được những cái hậu quả nghiêm trọng của thiên tai có thể gây ra cho sự sống của con người, và hứng lấy tiếp nhận cái loại phước báo mới này cũng làm cho chúng ta vượt qua được những cái tai ác nói chung. Cho nên việc dự đoán về màu sắc của con trăng để nói về cái hạn phần của một quốc gia thịnh hay là suy, nền kinh tế nông nghiệp lúa nếp của đất nước đó đã phát triển hay là bị ách tắc, chỉ là một cái hết sức là tương đối. Cái giá trị chân lý của đó nó không bao giờ là tuyệt đối cả, và do vậy ta phải dựa vào cái cấu trúc nhân quả của nhiều lĩnh vực còn lại nữa để phán đoán nhằm để đánh giá về một vấn đề. Thì cái mức độ an toàn và đảm bảo vẫn được cao hơn, và do đó ta có thể giữ được cái phước báo của mình một cách lâu dài hơn để sống một cách an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Ý nghĩa thứ tư của lễ Trung Thu đó là Tết trong trăng của trẻ em. Bởi vì trẻ em ấy, ngoài cái ngày quốc tế thiếu nhi là ngày 1 tháng 6 đó, trong nền văn hóa của châu Á, ngày rằm Trung Thu nó là tạo ra một cái thói quen chờ đợi, trông ngóng. Bởi vì trong lễ hội văn hóa này đó, trẻ em được cha mẹ thương rồi cho ăn bánh, mua các loại lồng đèn bằng sao,
hoặc là những loại đồng đèn kéo khuôn rất là đẹp. Rồi những nhà giàu rước các đoàn lân về để múa, hay là những cái làng xã họ hùng tiền lại với nhau để cho những cái sinh hoạt văn hóa lễ hội, bao gồm luôn cả các cái chương trình ca múa nhạc, để cho tất cả mọi người ở trong làng được thưởng thức với niềm vui nụ cười, vơi đi những nỗi nhọc nhằn năm tháng ở trong lao động tay chân. Trẻ em còn được tặng đồ chơi, rồi cho mặt nạ, có tiền mua súng phun nước, rồi bánh nướng, bánh dẻo, sô cô la và tiền nữa. Trong thời hiện đại này đó, trẻ em còn có hàng trăm loại đồ chơi khác nhau, trong đó bao gồm những trò chơi điện tử vi tính. Tôi thấy cái mối quan tâm trong cái lễ Trung thu đó là làm sao để giúp cho các em có được một cái ngày thư giãn, trong ý nghĩa là gia đình được đoàn tụ. Nhưng đứng từ cái của nhà Phật đó, thì cha mẹ chăm sóc cho con em đó, thiếu nghệ thuật đó, có thể dẫn đến là khổ niềm đau một cách lâu dài. Rất nhiều cha mẹ đã chiều con đến ngày rằm Trung thu, nó muốn cái gì cũng cho hết. Thế con này nỉ mẹ: mẹ ơi, nếu mẹ thương con, xin mẹ hãy cho con tiền để thuê Hư Mộ Kiếm Hiệp luyện dưỡng suốt cả ngày đêm. Sau khi thưởng thức xong cái bộ phim suốt 36 giờ nhiều tập á, thì đứa con đó ngày hôm sau mặt mày xanh mét bệnh hoạn, mất thêm mấy ngày không đến trường học được nữa. Như vậy là thương con trong tình huống này dẫn đến việc hại con. Còn có nhiều cô gái, có nhiều cậu bé đó thích ăn sô cô la và xin cha mẹ xin nó một viên thì cha mẹ cho luôn cả một bịch. Ăn chừng hai mùa chúng tôi như vậy thì cái hàng tiền đã không còn cái nào cả, rụng sạch sạch sạch. Như vậy khi mà nghe rất ra cười, nó trở nên rất là mặc cảm không ạ. Cho nên là ta chăm sóc thương con được phải có nghệ thuật. Còn có đứa con xin cha mẹ tiền, tưởng sao đi ra ngoài lấy xe Honda chạy u để chứng tỏ rằng là mình là một người đã trưởng thành. Chẳng may bất cẩn chút xíu dẫn đến tai nạn giao thông, cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy 30/4 bị trải gần đây lắm. Thì thường những cái ngày mà lễ hội văn hóa lớn đó, thì tại các phòng cấp cứu của bệnh viện đó, số lượng bệnh nhân được đưa vào nhiều hơn, ít nhất là 50% cho đến là 200%. Do đó là cha mẹ ta cũng phải lưu tâm về vấn đề này, tức là ta cho là cho cái tình thương, và tình thương đó phải được thể hiện một cách có nghệ thuật, để không có những cái tác dụng phụ trong việc tiếp nhận cái tình thương này, để cho con em chúng ta được sống trong niềm vui và hạnh phúc. Ở đây đó thì ý nghĩa đoàn tụ nó buộc chúng ta phải làm sao để có được cái sinh hoạt gia đình cha mẹ con cái vui vẻ hạnh phúc. Ở đây thì có rất nhiều người nam xin hỏi là đến mùa Trung thu đó, những người nam đã từng làm cha nó có dặn con mình đi chùa không? Nếu mà con mình ở vùng quê thì dẫn đến công viên chơi hay không? Nếu mà con trả lời là không đó, thì mình biết là ý nghĩa đoàn tụ chăm sóc con cái đó, và người thân đó, nó chưa được trọn vẹn. Cho nên ngày rằm đó, sau khi tụng kinh ở chùa thì quý vị có thể về nhà dẫn vợ con đi công viên hay đi bách bộ tâm sự để ôn lại những cái kỷ niệm rất đẹp trong đời sống sinh hoạt vợ chồng. Rồi ta có cơ hội rũ bỏ qua, tha thứ cho nhau nếu một trong hai người đó có lỡ lời, hay là có những cái ứng xử đó làm cho bên kia nó không được vui, cao có và giữ cái nỗi đau trong lòng. Thì ta phải giúp cho nhau được bỏ qua để cùng xây dựng hạnh phúc. Như vậy là cái ngày rằm Trung thu đó thì những người cha đó nên dành thời gian cho con cái của mình. Có thể những cái ngày khác đó, quý vị đi tới cái quán cà phê
quán trà để tâm sự với bạn bè. Còn những cái ngày có ý nghĩa như thế này đó, ta dành cho đứa con. Và một năm đó chỉ có 2 ngày dành cho con đó, ngày quốc tế thiếu nhi, ngày rằm trung thu và ngày rằm tháng 7, đó thì một ngày thứ ba. Nó chẳng phải là quá nhiều so với 365 ngày. Cho nên chỉ cần để ý và để chia sẻ thời gian công việc cho con đó, thì hạnh phúc đó nó được đầy đủ hơn. Còn nếu những người cha người mẹ mà không dành thời gian cho con, sẽ nghĩ rằng là chu cấp cho con tiền bạc, những gì con muốn thì làm cho con được hài lòng, thỏa mãn, rồi cho con được ăn học, là đã thương con một cách đủ nghĩa đâu. Do đó sinh hoạt vui vẻ bên nhau đó, thì những đứa con sẽ tiếp nhận được cái tình thương một cách ngọt ngào và chân thành của cha của mẹ. Thì lúc đó đó là các đứa con nó được lớn lên một cách trọn vẹn về tâm sinh lý, nó tạo ra những cái thăng bằng. Và trong thời hiện đại này đó, thì cha mẹ phải tạo điều kiện để thiết lập cái tình thân. Ngoài tư cách là cha là mẹ, ta nên trở thành là người tư vấn hoặc là cái người bạn đáng kính, để cho những đứa con có thể thoải mái giải bày tâm sự của chúng, những điều chúng đang buồn, đang khổ, đang đau, những cái ước vọng, những cái dự tính cho tương lai, những cái khuynh hướng hướng nghiệp, rồi các mối quan hệ giao tế. Con gái đó thì cần phải có thời gian nhiều để tâm sự với mẹ, và mẹ phải truyền trao những kinh nghiệm của mình để cho nó đi vào trong đời nó không phải bỡ ngỡ, thất vọng hay là vấp phải những cái sai lầm không đáng có. Và người cha đó nên là người bạn đáng kính tư vấn cho đứa con trai, để cho con của mình trưởng thành hơn mà không rơi vào những thói nghiện ngập như là rượu chè, hút sách, rồi thuốc lắc, thuốc nhảy, xì ke, ma túy, mà trở nên một người có trọng trách với gia đình và xã hội. Rất nhiều đứa con trong những gia đình trung lưu trở lên chứ được cha mẹ thương và quan tâm nhiều quá, chúng không có cơ hội để hiếu kính. Một cái chỗ cũng biết đứt cặp, khi là cái dĩa lau nhà cũng không biết nhúng vào nước để chùi nhà. Mẹ cha làm mỏi mệt, và chúng cứ nghĩ rằng đó là cái trọng trách mà cha mẹ cần phải có, vì ai biểu ông bà sinh ra chúng tôi chi. Nhiều đứa con nó suy luận như vậy: ông bà đã lỡ sinh ra tôi thì ông bà phải lo cho trọn, lo cho trót, chứ không thể là không lo được. Trong khi đó đó là khi mình lớn lên rồi thì mình phải gánh vác một cái phần trách nhiệm để cho người cha người mẹ già bớt đi những cái lao nhọc, mà sức khỏe và tuổi tác không cho phép ông bà làm như trước đây là 10 năm, 20 năm, 30 năm. Những đứa con thảo cháu hiền khi sống ở trong vòng tay thương yêu đồng tụ của ngày lễ trung thu đấy cũng cần phải ý thức rõ được điều đó, chứ đừng buộc cha mẹ phải lo cho mình mà mình không biết lo gì lại cho cha mẹ và gia đình, là điều không nên. Khi chúng ta thắp lên một cái đèn trung thu tung tăng Tết trung thu, em đốt đèn đi trên, rồi chúng ta quên hết trách nhiệm là không được. Ta phải nhớ cái trách nhiệm của mình bây giờ là một đứa học trò, là một đứa con. Ta phải học làm sao để không bị rớt lớp, để cho cha mẹ không phải tốn tiền. Ta học một cách chăm chú ở trường, về nhà ôn bài, cái gì không biết thì hiểu, không hiểu thì đi hỏi, học với bạn. Còn kéo hơn nữa đó, ta xin học thêm để ta có thể đậu. Bởi vì bây giờ đó, cha mẹ chúng ta phải tốn rất nhiều tiền lo cho ăn học. Trước đây đó, chính phủ còn bao cấp, bây giờ đó, tiền học phí một gia đình mà 4 đứa con đó, một tháng là 2-3 triệu đấy. Mà nếu mà mình học không đậu đó, thì cha mẹ nuôi suốt cả cuộc đời mà không cảm thấy có hoa trái của cái sự dâng hiến được. Cho nên ta phải chú tâm hơn, học giỏi hơn, rồi phải phụ công việc có trọng trách và xem rằng là mình đang một người trưởng thành, phải làm sao sống ứng xử với cái người ngưỡng như vậy thì ta mới trọn vẹn là một đứa con hiếu.
Để kết thúc cái buổi chia sẻ pháp hội này thì chúng tôi xin kể một cái câu chuyện thiền nói về cái ánh đèn trung thu. Đến ngày rằm trung thu ở vùng quê đó, ba tánh đến chùa rất là đông. Chùa ở vùng quê thì có đèn và cơ hội để ngắm ánh trăng vàng vặc, làm cho mọi người rất là vui, cho nên nó trở thành như là trung tâm văn hóa, trung tâm giáo dục, trung tâm vui chơi và trung tâm để gieo trồng nụ phước và sống hạnh phúc bằng đạo đức ở trên đời. Thì đến một cái mùa trung thu nọ đó thì có một số anh chị khiếm thị đến chùa để cùng dự lễ trung thu. Mặc dầu mắt không nhìn thấy được ánh trăng và nét đẹp về đêm của ngày rằm tháng 8, nhưng họ vẫn có thể hưởng được cái niềm vui chung mà chùa đã tổ chức cho tất cả những ba tánh đến sinh hoạt. Thầy chủ trì đã tặng các cái đèn trung thu cho các trẻ em. Trên đèn trung thu đó đó có hình Đức Phật, có hình mái chùa, có hình các nhà sư, có những cái câu thư pháp. Và do đó đó, ta nhìn từ bên ngoài, ngoài cái ánh đèn, nó còn có ý nghĩa của giáo dục tâm linh. Những người khiếm thị cũng được tặng cho những cái chiếc đèn trung thu. Họ đã cảm ơn nhà sư và khéo lệ từ chỗ như thế này là: thưa thầy, chúng con đâu có mắt đâu mà nhìn thấy, cho nên là cái đèn này nó không có ý nghĩa với chúng con lắm, cho nên chúng con xin trả lại cho thầy để thầy tặng cho các em khác, các anh chị khác thôi. Vị sư trụ trì mới nói với những người khiếm thị: mặc dù các con không có mắt để nhìn thấy được ánh đèn, nhưng ánh đèn vẫn rất là hữu dụng. Hãy tin nghe theo lời thầy, cầm ánh đèn trung thu này đi về. Nghe theo lời khuyên đó, thì khi chia tay mọi người đều cầm một cái lồng đèn trung thu tung tăng lấy đà trở về lại nhà. Đang đi được hơn nửa đường, một chiếc xe đạp ở đâu lao vào tông cái rầm. Những người khiếm thị ngã lăn ra đau đớn vô cùng, đứng dậy vì biết rằng mình là một Phật tử, cho nên không có nặng lề chửi bới những người đã bất cẩn, mà chỉ nói là ông bà không thấy cái đèn trung thu đang thắp sáng trên bàn tay của tôi sao mà còn lũ vào tôi như thế. Người lái xe đạp lũi vào thân thể của người này đó, cảm thấy rất là đau xót về cái hành động bất cẩn của mình, lồm cồm đứng dậy dìu đỡ người kia mới nhìn thấy là những người này không còn có mắt nữa. Và họ nhìn thấy cái đồng đèn đã tắt rồi và trả lời rất là tiếc, cái đèn mà anh chị đang cầm trên tay nó không còn thắp sáng được nữa. Chúng ta thấy cái chức năng của ánh đèn là để soi dọi và dẫn đường. Dầu ta có mắt không có mắt, cái chức năng đó vẫn tiếp tục diễn ra và đã giúp đỡ cho chúng ta, nhất là về đêm. Đối với người có mắt đó, thì cầm một cái ánh đèn trung thu giống như ta có thêm một cái cây đèn pin trong cái giai đoạn và thời điểm mà đèn pin chưa được sản xuất, và ta có thể thay thế như là một cái ngọn đuốc khi mà ta chưa có đủ tiền để mua. Bên cạnh đó thì nó có cái niềm vui là chơi dưới ánh trăng với cái sự đoàn tụ sinh hoạt của tình làng nghỉ sớm bàn ngủ vui vàng, cho nên những cái nhọc nhằn trong năm tháng nó có thể được phơi đi một phần nào, và ý nghĩa xã hội của nó từ đó đã có mặt. Đối với những người không có ánh sáng đó, thì ngọn đèn sẽ giúp cho người đó khỏi bị người ta va chạm vào. Mặc dù đã ý thức được như vậy và thấy rõ được chức năng như thế, nhà sư tặng những chiếc đồng đèn như những người khiếm thị không muốn tiếp nhận. Khi được giải thích tiếp nhận rồi, bởi vì là khiếm thị cho nên đi đó, cái độ thăng bằng đó, nó cũng không được nhiều, chỉ cần có một cái cơn gió thổi qua đó, họ không biết là che ở phía nào, có thể làm cho đèn nó bị tắt đi, và kết quả là cái tai nạn giao thông đó đã có mặt. Cho nên sống với lễ hội trung thu đó, thì ta nhớ ý nghĩa quan trọng nhất của lễ hội này đó, ngoài cái sự đoàn viên
ý nghĩa gia đình, tức là nghĩa sớm trong xã hội, thì ta còn nhớ đến cái ý nghĩa thắp sáng của ngọn đèn. Mỗi người chúng ta phải tự thắp sáng ngọn đèn cho chính mình. Đây là cái lời di chúc của Đức Phật trước khi Ngài qua đời: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, trong đại dương luân hồi hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Các con là hải đảo của chính mình, các Đức Như Lai chỉ là bậc đạo sư, người chỉ đường trên nguyên tắc thôi. Cái lời dặn dò đó rất là sâu sắc mà hết sức là liêm khiết tri thức. Các vị khai tổ các tôn giáo khác đó, thì thường không dám nói như thế này, mà họ cho rằng họ là bánh, là ánh sáng, là đường đi. Chỉ cần có niềm tin vào họ đó thì mọi nỗi khổ, niềm đau có thể được tháo gỡ. Cho nên rất nhiều người đã giao khoán niềm tin trọn vẹn cho Chúa, thì cuối cùng đó, sống và ăn trên bánh vẽ nhiều lần dẫn đến sự thất vọng. Thế giới phương Tây ngày nay từ bỏ các tôn giáo nhất thần là bởi vì họ sống ở trong cái ảo giác của những bánh vẽ vừa qua. Còn Đức Phật dạy chúng ta về nhân quả, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật chỉ dạy chúng ta một con đường thôi, trong đó đó chúng ta phải đi qua bao nhiêu bước, bao nhiêu chặng, đến cái gì ta biết rõ như là nhìn thấy cái hoa văn ở trên lòng bàn tay. Và mình phải tự mình mà đi, không có lệ thuộc vào vị thầy nữa. Khi mê thì thầy độ, khi giác ngộ rồi thì ta phải tự độ cho chính mình. Và sống như vậy thì ta không rơi vào cái chủ nghĩa thành tựu cá nhân, vốn là cái mà dễ dàng dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan. Và khi ta bị sụp đổ thành tựu đó, thì con đường đến với Phật pháp đó, theo đó nó bị bế tắc. Cho nên Đức Phật dạy là ta hãy lấy giáo pháp làm thầy, lấy giáo pháp làm nơi nương tựa. Mà muốn như thế đó thì ta phải thắp sáng giáo pháp bằng sự thực hành. Do vậy khi đến chùa tụng kinh đó, thì đừng nên bận tâm về tình phước báo. Dĩ nhiên là khi tụng kinh đó, ta có phước cho ta tôn kính Phật, tôn kính pháp, tôn kính tăng. Cái phước này chỉ là một phần rất là nhỏ, và ta có được cái phước tập trung, cho nên đó, tâm mình không còn nghĩ đến những điều xấu, thân không làm những điều sai, và miệng mình niệm tụng những điều đẹp, điều tốt, thì ta cũng có những cái phước căn bản. Những cái quan trọng hơn và lớn hơn là ta có được cái đèn ánh sáng như là đèn trung thu, nó soi sáng cuộc đời của mình, nó chỉ mình phải đi thế này, giải quyết vấn đề thế nọ, để vượt qua nỗi đau thế kia, và ta không trở thành gánh nặng của ai. Và mình biết được cái phương pháp như vậy thì mỗi người nhân cái lễ hội trung thu nhớ rằng là mỗi chúng ta phải tự thắp sáng để giải quyết các vấn nạn của mình. Còn đèn mình thắp mà chưa đủ sáng đó, thì ta có thể nhờ tư vấn bởi cha, mẹ, người thân, người thương, thầy lành, bạn tốt, nói chung thì ta sẽ tìm ra một giải pháp. Có nghĩa là nếu ta có một tấm lòng và có nhu cầu thắp sáng, ta sẽ có một lối để đi. Và khi ta đã nỗ lực đi, ta có đích điểm cuối cùng để đạt được như ý nguyện của mình. Xin kết thúc câu hỏi tại đây. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883 35914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.